căn nhà nhỏ nhưng phải nhờ có sự quan tâm yêu thương rất lớn từ người thân bạn bè thì căn nhà mới được như thế này. Cậu cho mượn đất, bà con lối xóm gom góp hỗ trợ tấm tôn, tấm thiết, bạn bè mỗi người một ít giúp nhà có điện, có nước. Một mái nhà đơn sơ ấm cúng là ước mơ của vợ chồng chị Thủy. Thế nhưng từ khi căn nhà hoàn thành, cứ vài bữa chị Thủy mới ghé qua giúp mẹ mình dọn dẹp một lần. Còn chồng chị là anh Đoàn Văn Yếm nhỏ, dù mong lắm nhưng chẳng ở được ngày nào vì bệnh tật phải thường xuyên nhập viện điều trị hoặc ở tạm một nơi không thể gọi là nhà. Và đây là nơi cả gia đình anh nhỏ tá túc lâu nay. Đó là một kiosk tại chợ xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, được gia đình thuê buôn bán rồi tận dụng làm chỗ ở qua ngày. Mấy năm trước, chị Thủy bán buôn được. Cộng với tiền chồng chị đi làm mướn mỗi ngày, cuộc sống gia đình không đến nỗi quá chật vật. Nhưng rồi, việc buôn bán trở nên ế ẩm hơn. Thêm vào đó, chị thường đưa anh đi bệnh viện, giao lại cho mẹ trông coi gian hàng. Mẹ của chị Thủy tuổi cao, bệnh tật. Do vậy, việc mở cửa gian hàng cũng chỉ cho có, chứ không bán được gì. Có chăng cũng chỉ là người quen biết, thương tình mua ủng hộ. Cũ kỹ, chật hẹp, nhưng nhờ kiosk này mà cả gia đình có chỗ trú mưa trú nắng trong nhiều năm qua. Mọi sinh hoạt gia đình gói gọn trong vài mét vuông của kiosk. Gia đình nó vô phước quá, bất hạnh quá. Những bất hạnh là gia đình nó chịu chấp nhận hết. Đó là cũng như gia đình mà chịu khó mà ăn lắm mà nhưng không có vượt lên cái nghèo khó khăn được. Đó. Rồi đây giai đoạn là mẹ bệnh. Rồi chồng bệnh, hai người giờ không có bằng được gì hết, đó. Rồi đứa con thì không bằng người ta. Hồi lúc trước thì bệnh mà còn bằng đó, đi bệnh viện về mà còn tiếc hoàn cảnh tại không có tiền mướn. Thành ra phải ráng làm rồi bệnh nữa. Tại vì từ hoàn cảnh, ví dụ lúc nào có tiền nhiêu thì chạy nhiêu, còn khổ quá không có tiền phải chịu thôi. Cô bác thấy thương thì chịu cho 100 vài trăm thôi chứ cũng đâu có tiền đâu giúp nhiều, mà cũng dữ lắm. Tại vì hoàn cảnh thì tới cái bệnh thì giờ tới bệnh phải chịu thôi chứ còn mặn thì mặn dữ lắm. Ai cũng thương cho hoàn cảnh của chị Thủy và anh nhỏ bởi tính hiền lành, chịu khó làm ăn. Vậy mà số phận chưa cho anh chị một ngày được sống thảnh thơi. Cái nghèo khó cứ bám riết lấy cho đến ngày anh đổ bệnh. Bây giờ ốm đau, bệnh tật, anh nhỏ cũng buộc nằm đây để tiện đi viện nếu chẳng may bệnh trở lúc đêm hôm. Thoát vị đĩa đệm, thoái quá khớp, lao phổi, lao xương. Bao nhiêu thứ bệnh ập đến làm anh không còn sức gượng để ngồi lên đi đứng được nữa. Ngẫm về cuộc đời, nhiều khi anh nhỏ không cầm được nước mắt, xót thương cho chính mình, cho vợ con vất vả vì anh. Còn chị Thủy cũng chỉ biết cố gắng hết khả năng để lo cho anh một cách trọn vẹn nhất. Mới bệnh là cỡ 2 năm, còn nặng là nay hơn nửa năm rồi. Là anh bắt đầu phát lên nặng. Về bên cái phổi của ảnh nó bị nhiễm thuốc, ảnh ăn uống không được, không gì hết, rồi bắt đầu là ảnh không đi được luôn. Ảnh đau nhức dữ lắm, ảnh khó chịu, ảnh rên dữ lắm luôn. Ảnh không có mà gặp không có ăn được, không có sức để mà chống chọi hay gì hết trơn á. Cái chi phí mà để chữa bệnh cho ảnh á thì như thế nào? Thì mà hôm nay á, mình cũng nhờ chị em vòng vòng đây nè, người ta phụ, người ta cho tiền đồ ăn cho ảnh đi trị. Thì hiện giờ đó là ở nhà thì vừa bán vừa đi chăm sóc ảnh. Còn giờ đi lên bệnh viện rồi thì nhờ mẹ lên, mà mẹ cẳng giò cũng yếu đuối đi không được. Chị, về cái bệnh của anh á, thì bác sĩ có nói về cái khả năng điều trị như thế nào không? Bác sĩ nói giờ khả năng điều trị cho ảnh là giờ cho ảnh có sức khỏe đi. Rồi mới mổ được cái thuốc gì để đệm cho ảnh. Còn bên mà cái kia thì bên mà cái giờ ảnh không đi được á là do ảnh không có sức khỏe và thuốc gì để đệm nó hành ảnh đó. Bởi vì giờ phải nhà có chồng với mẹ rồi vậy là giờ mình chưa có nghĩ tới về con mình. Mình cũng lo cho con mình lắm mà với điều kiện mình lo chứ mình đâu có mà lo cho nó được trọn vẹn đâu. Gia đình anh chị Thủy thì cũng thuộc diện là khó khăn của địa phương. Thì gia đình anh chị thì hiện tại có 4 nhân khẩu, đất canh tác thì không có. Gia đình sống chủ yếu và nhờ vào cái nghề buôn bán tại chợ ngã tư Lạc Tấn của anh chị. Không may mắn anh mắc cái căn bệnh cho nên là cuộc sống càng khó khăn.
vì anh là không phải là người địa phương cho nên là chủ yếu là địa phương vận động cái nguồn hỗ trợ ngoài xã hội để giúp đỡ gia đình anh. Thông qua đài truyền hình thì cũng mong là các mạnh thường quân gần xa biết được hoàn cảnh khó khăn của anh để mà giúp đỡ anh để vượt qua cái khó khăn này. Quý khán giả thân mến, chị Thủy chia sẻ bệnh của anh nhỏ đang có tiến triển tốt so với nhiều ngày trước. Tuy nhiên, ngay cả chị cũng không biết còn có thể cho anh lên bệnh viện tiếp tục điều trị nữa hay không. Bởi thời gian điều trị kéo dài, chi phí cần để phẫu thuật rất lớn, trong khi kinh tế gia đình đã quá eo hẹp vì không còn nguồn thu nhập nào khác khi anh bệnh, chị phải đi nuôi ở bệnh viện. Do vậy, những người thực hiện chương trình chúng tôi hy vọng rằng lời vận động giúp đỡ cho gia đình anh nhỏ của anh Đặng Hồng Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, sẽ nhận được sự hưởng ứng từ nhiều khán giả, những mạnh thường quân đang theo dõi chương trình hôm nay. Mọi đóng góp giúp đỡ cho anh Đoàn Văn Yếm nhỏ, quý vị gửi về Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An, địa chỉ số 3 đường Võ Công Tồn, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại 02723-822-529. Quý khán giả thân mến, hàng ngày quanh quẩn trên chiếc giường nhỏ đối diện với bệnh tật cùng những nỗi lo về chi phí điều trị, niềm an ủi với bà Nguyễn Thị Đấu ở phường 6 thành phố Tân An là được chồng hết lòng chăm lo cho dù sức khỏe của ông cũng không được tốt. Tình cảm gia đình, nghĩa tình của những người lân cận là nguồn động viên để bà phần nào thấy cuộc sống nhẹ nhàng giữa lúc khó khăn bệnh tật. Sau khi chương trình vượt qua hiểm nghèo phát sóng về hoàn cảnh của bà, đã có nhiều nhà hảo tâm đã đóng góp giúp đỡ bà thông qua Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An. Sau đây là danh sách những khán giả, những nhà hảo tâm đã ủng hộ cho bà. Danh sách ủng hộ bà Nguyễn Thị Đấu, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Dừa cá 5C 200.000 đồng, Quỳnh Quang Mực, Trần Thị Mỹ, Canada 700.000 đồng, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trương Văn Quang, Trương Văn Tiền, Nguyễn Phúc Long, Nguyễn Bảo Anh 1 triệu đồng. Đại Đức Thích Quá Minh và hai Phật tử chùa Long An Thiên Phước 500.000 đồng. Gia đình ông Lương Minh Đáng 3 triệu đồng. Gia đình Hồng Nẫm, Hồng Cúc, Hồng Đào 400.000 đồng. Doanh nghiệp tư nhân Thanh Trâm, phường 6, thành phố Tân An 200.000 đồng. Ni sư An Huệ, chùa Phật Huệ 50.000 đồng. Bạn xem đài Cần Duột 150.000 đồng. Năm bé Xuân, Thư, Ngọc, Hiền, Tài 400.000 đồng. Thiếm Chính Nhẫn, phường 1, thành phố Tân An 50.000 đồng. Anh Hùng Bình Tâm 50.000 đồng. Gia đình chị Thẩm, phường 4, thành phố Tân An 100.000 đồng. Trần Thị Bận cầm đồ 114, 100.000 đồng. Chanh Cường Quyên 100.000 đồng. Bi Gia Thanh Sang, Thanh Tùng, Thanh Hiếu 200.000 đồng. Anh Hùng Phân, phường 2, thành phố Tân An 100.000 đồng, Ga Thủy Vũ 100.000 đồng, Nguyễn Thị My So 100.000 đồng, Gà Tráng Hàn Quốc 248 Hùng Dương 100.000 đồng, Quán ăn Thu Tuyền 100.000 đồng, Hai bé Mai Duyên 50.000 đồng, Thành Đạt Quang Vinh 50.000 đồng, Châu Đắc Chí 50.000 đồng, Đại lý gạo Công Thành 300.000 đồng, Ánh Hồng Long Sơn Cần Đước 200.000 đồng, Phạm Nguyên Đăng Khoa, Trần Thị Ngọc Dung, Phạm Nguyên Tiến Khôi 300.000 đồng, Thanh Thủy Thanh Trúc Thanh Sơn 400.000 đồng, Thiên Ân Trí Khang Hoa Kỳ 150.000 đồng. Anh Đông Công ty Đại Dương phường 6 thành phố Tân An 2 triệu đồng. Nguyễn Thị Mỹ Dung Long Sơn Cần Đước 200.000 đồng. Gia đình anh Dũng phường 6 thành phố Tân An 500.000 đồng. Bùi Thị Đẹp Nguyễn Hoàng Oanh 200.000 đồng. Máy nổ Phát Quy phường 1 thành phố Tân An 200.000 đồng. Nhà trọ Ngọc Nga và ông quá cố Phan Thanh Tân 200.000 đồng. Pháp Quà Giỏ 100.000 đồng. Võ Thị Thu Thủy 100.000 đồng. Trần Văn Tám nhà máy xe sát Lạc Thành Bến Lức 200.000 đồng. Cô Trần Bạch Yến, phường 2, thành phố Tân An 50.000 đồng, Lâm Anh, chợ Trạm 500.000 đồng, công ty trách nhiệm một thành viên hai cư Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Trường 600.000 đồng. Nguyễn Ngọc Như Ý, phường 3, thành phố Tân An 100.000 đồng, ông bà nội Gia Bảo, Gia Minh, Gia Khang 300.000 đồng, Quang Phúc Thúy Hân 100.000 đồng, Tân Tú, thành phố Hồ Chí Minh 100.000 đồng, Tuyết Út Thu, phường 4, thành phố Tân An 300.000 đồng, Lan Bạch 80.000 đồng, Kha Thị Minh Nguyệt, phường 4, thành phố Tân An 200.000 đồng, Trần Ngọc Tới, phường 4, thành phố Tân An 100.000 đồng, nhóm từ thiện Ngân hàng Sacombank Long An 20kg gạo, Trọng Đức chợ Trạm 200.000 đồng, nhóm từ thiện chợ Kinh Nước Mặn Long Hữu Đông 1.100.000 đồng, nhóm từ thiện chợ phường 6 300.000 đồng, tỉnh Thất Thiện Tài 400.000 đồng, nhóm cô chính nguyện cậu Út Diệu Hạnh, Út Thúy, Nam Chuyên, Tuấn Hồ, Bắc Phúc, Phượng Tám Nết, Út Tịch Dũng Hoang 500.000 đồng, Út An Điện Máy Thu Ngân Bến Lức 200.000 đồng, Phượng Đồ Chai 200.000 đồng, Bà Sáu Nhường Bến Lức 200.000 đồng, Chị Tuyết AC2NK 7679 200.000 đồng, Nguyễn Thị Hai 200.000 đồng, Quệ Đức, Mỹ Qua, Quệ Hiếu 100.000 đồng,
Bạn xem đài phường 5 thành phố Tân An 100.000 đồng, ông bà nội Quốc Thảo 100.000 đồng, bà nội Kim Yên 50.000 đồng, ông bà nội Ngọc Tài 100.000 đồng. Nguyễn Cao Ngân Bình, Nguyễn Cao Nguyên, Phạm Văn Nhị 250.000 đồng, nhóm từ thiện Cô Tư Lại Tầm Du 200.000 đồng, bà Bùi Thị Lý 200.000 đồng, bé Nguyễn Huỳnh Ngọc Tâm 100.000 đồng, tập thể công nhân tổ 2S2 Jordan công ty Chinh Lu 500.000 đồng, gia đình cô Lụa Kiến Tường 100.000 đồng, ni sư Tắc Đức chùa Tôn Dân 100.000 đồng, Nguyễn Anh Thoại 100.000 đồng, gia đình ông Nguyễn Mạnh Tường 200.000 đồng, Hồ Phát Đạt 100.000 đồng, Trần Thị Thu Hà 200.000 đồng, Quá Cố ông Tính và bà Sáu 100.000 đồng, nhóm từ thiện Nhân Thành Trung 300.000 đồng, Lê Thị Thoại An 250.000 đồng, Thái Thị Thoa 250.000 đồng, chú Sáu Chánh Khánh Hậu 100.000 đồng, chú Tư Thanh Mỹ Thạnh 100.000 đồng, anh Bảy Hải ấp 2 Thạnh Hòa 200.000 đồng, bạn xem đại Bến Lức 200.000 đồng, Thẩm Mỹ Minh Nguyên 100.000 đồng, chú Tám Hé Khánh Hậu 100.000 đồng, Trần Hùng Dũng phường 3 thành phố Tân An 100.000 đồng, Nguyễn Văn Năm, Phạm Thị Nga, Võ Văn Tư, Thiều Thị Bé, Đăng Khoa 500.000 đồng, Ba Hưng, Tư Phương, Dì Sáu 200.000 đồng, chú Thiến, Ba Lăng, Bé Si Game, Bé Paul, Ngọc Quyền 500.000 đồng, Đức Phương, Sửa Xe Quân, Sửa Xe Tư Lâm, Phú Bột 400.000 đồng, Trịnh Hữu Đức, phường 1, thành phố Tân An 100.000 đồng, Trịnh Hữu Phước, phường 1, thành phố Tân An 100.000 đồng, Quán ăn Quỳnh Qua Tửu, phường 1, thành phố Tân An 500.000 đồng, Ngọc Anh 100.000 đồng, nhóm từ thiện Dì Mười Nên 3.100.000 đồng, Nguyễn Thị Kiều, Phổ Tùng Honda, Quỳnh Mai, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị Đũa 400.000 đồng. Bà Năm, Cô Thích, Cô Út Nhái, Cô Thu 200.000 đồng. Hai bé quận 12 100.000 đồng. Bà Lê Thị Trầu 100.000 đồng. Hai bé Chí Thiện, Minh Khuê 100.000 đồng. Thảo Trang, Thanh Trà, Nguyên Chương 75.000 đồng. Kim Thoa 50.000 đồng. Tổ Phật Tử ấp Bình Điện 800.000 đồng. Mắt Kính Tân An 200.000 đồng. Quỳnh Văn Lập 250.000 đồng. Phạm Thị Kim Hiền 100.000 đồng. Gia đình Hoàng Kim 100.000 đồng, tiệm vàng Kim Thành Lý 200.000 đồng, Thu Xuân An Thạnh 50.000 đồng, Trần Thị Hồng Dân An Thạnh 50.000 đồng, Nguyễn Ngọc Uyên Thi thị trấn Bến Lức 100.000 đồng, Kim Huê Út Đức Ánh Tuyết 150.000 đồng, Lê Văn Dinh 50.000 đồng, Phật tử Quá Cố Thiện Phương Châu Thành 200.000 đồng, tiệm vàng Kim Tuyền phường 1 thành phố Tân An 500.000 đồng, gia đình Đoàn Thanh Cảnh Mỹ Phú 200.000 đồng, chị Lan Anh Mỹ Linh Quyên Chọn Hằng Anh Lai Anh Phước Tư Hừng Ngân Thịnh Duy Linh chị Mai Anh Minh 750.000 đồng, tiệm Hữu Lợi Nguyễn Hoàng An 100.000 đồng, Cúc Tàu Hủ Yến Đồ Chai 200.000 đồng, anh Sỏn rau cải Đà Lạt chợ cũ Tân An 200.000 đồng, chị nữ rau cải chợ Tân Thạnh 200.000 đồng, mẹ Quốc Thịnh 200.000 đồng, Thúy Hằng bán khô chợ Tân Thạnh 100.000 đồng, bạn xem đài phòng giáo dục thành phố Tân An 200.000 đồng, bạn xem đài đô thị Lợi Bình Nhơn 200.000 đồng, tạp hóa Hồng Đào 100.000 đồng, bà Hồ Thị Mỹ Lệ An Vĩnh Ngãi 100.000 đồng, dừa cào Tám Trang Cánh Hậu 250.000 đồng, ông Quá Cố Tám Nhu Trung Hòa 50.000 đồng, nhóm 6 phòng mẫu công ty Quảng Việt 250.000 đồng, chú Năm Sông 50.000 đồng, Lê Thị Quyền Trang Tân Trụ 100.000 đồng, Bùi Gia Tiến, Bùi Thanh Liêm, Hồng Cúc Tú Uyên 300.000 đồng, Võ Kim Châu phường 3 thành phố Tân An 500.000 đồng, Loan Thủy Sản Cần Giuộc 200.000 đồng, Như Nguyện phường 3 thành phố Tân An 50.000 đồng, Bùi Chí Hùng phường 2 thành phố Tân An 50.000 đồng, gia đình bạn xem đài phường 1 500.000 đồng, Lan Khải phường 2 thành phố Tân An 100.000 đồng, gia đình chú Năm Phê phường 4 thành phố Tân An 200.000 đồng, Diệu Bình Quệ Mỹ Quệ Nhã phường 4 thành phố Tân An 300.000 đồng, nhóm từ thiện 106 phường 4 thành phố Tân An 700.000 đồng, gia đình Lý Minh 1 triệu đồng, Nguyễn Thanh Xuân thành phố Hồ Chí Minh 300.000 đồng, Dương Thị Mai Hạnh, Mai Châu, Hữu Nghĩa, Thành Lộc, Minh Rạng, Ngọc Hạnh, Minh Hiền, bà Thái Thị Tiếu và 7 bé gồm Đông, Bi, Khôi Anh, Khải, Thịnh Long, ấp 5 Phước Đông, Cần Đước, 400.000 đồng. Tập thể công nhân công ty Mai Đăng Khoa 600.000 đồng, Quỳnh Thị Hiếu Đức Hòa 100.000 đồng, Nguyễn Ngọc Trân Đức Hòa 100.000 đồng, Hòa Nhã Đức Lập 200.000 đồng, cô Nguyễn Kim Liên ô tô quyền Tân Bửu 3 triệu đồng. Bà Trần Thị Được, thị trấn Tân Thạnh 200.000 đồng, Nguyễn Văn Nhuận thành phố Hồ Chí Minh 500.000 đồng, Lê Minh Thành Cần Giuộc 100.000 đồng, Mai Lệ Xuân Thủ Thừa 100.000 đồng, Võ Văn Tâm Đức Hòa 100.000 đồng, Thánh Thất Cao Đài xã Phước Lại 5 triệu đồng. Ban hành niệm Thánh Thất Cao Đài Long Hiệp 1.700.000 đồng, gia đình 6 nhỏ và bé Quỳnh An 200.000 đồng, tổng cộng 37.080.000 đồng và 20kg gạo. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin cảm ơn quý vị khán giả đã cùng chương trình Vượt Qua Hiểm Nghèo, Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An đồng hành sẻ chia với những hoàn cảnh bệnh tật khó khăn trong thời gian vừa qua, tạo nguồn động viên để họ có thể vươn lên.
Thưa quý vị, chương trình Vượt qua hiểm nghèo tuần này đến đây xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 14:45 thứ tư tuần sau.